Bộ bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Và hôm nay thì em có một chiếc xe siêu lướt Đó là chiếc Toyota Corolla Cross Phiên bản 1.8 HV Hiện đang có mặt tại cửa hàng xe cũ mộ Nao Địa chỉ đơn vị là 89B Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội Anh chị bạn có thể nhu cầu Có thể trực tiếp liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình Em sẽ gửi thông tin chi tiết về một chiếc xe siêu siêu lướt đang có mặt tại cửa hàng để gửi đến anh chị và các bạn thông tin đầy đủ. Xe là phiên bản cao cấp nhất của Toyota Corolla Cross với uh, bản này nó sử dụng động cơ lai điện. Harris cũng như là có trang bị rất nhiều các tính năng công nghệ được tích hợp ở trên mẫu xe này. Là một phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Xe có rất nhiều các tính năng tiện ích, xe đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, rất đẹp anh chị ạ. Mọi chiếc xe bán ra tại cửa hàng xe cũ mẫu nào sẽ cam kết rõ cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không đâm va, không gặp nước, bao trách test toàn quốc. Anh chị bạn có thể mang ra hãng hoặc một bên thứ ba để kiểm tra. Sản xuất 2022 nên là cái quãng đường của chiếc xe nó vẫn năm bánh với chỉ quá 9.000 km thôi anh chị ạ. Một cái chiếc xe rất rất mới từ những phần keo chỉ đinh tán của chiếc xe. Chế độ bảo hành thì vẫn còn bảo hành trong hãng nên anh chị bạn có thể yên tâm chọn lựa xe tại cửa hàng giấy tờ pháp lý của chiếc xe chuẩn chỉ anh chị bạn có thể sang tên ngay trong ngày không gian cốp chứa đồ của chiếc xe rất là rộng rãi với nhiều tiện ích vách ngăn rồi là mình có thể gia tăng thể tích bằng cách hợp lên hàng ghế thứ hai xuống đây là những cái phần ốc ác keo chỉ em quay qua để các bác có thể tham quan về phần đuôi xem chiếc xe nó đã bị đâm va hay thay thế gì không như hiện trạng em đang giới thiệu anh chị và các bạn, đây thì nó còn nguyên bản. Sơn zin của chiếc xe cả xe. Lốp láp của chiếc xe còn rất là mới và dày. Hệ thống lốp của chiếc xe trang bị là hệ thống lốp Michelin. Với không gian bên trong thì nó được phối màu da là màu nâu. Đấy. Những chi tiết ghế rất là đẹp ạ, à. với hệ thống ghế đục lỗ thông hơi. Không gian thì ngồi rộng rãi cho ba người ngồi với ba tự đầu giảm chấn cũng như là bệ thì tay cửa gió điều hòa mọi chi tiết ốc bản lề ở quanh cửa vẫn còn nguyên bản em quay để anh chị bạn có thể thấy qua về chất lượng của chiếc xe là không hề có hiện tượng đâm va chứ còn chiếc xe là mở 2022 này thì nó còn rất là mới do ba chủ vẫn còn đi rất là giữ gìn chăm chút vì yêu thương xe xe mới ảnh à, thế thôi ạ có chiếc xe mới thì mọi người luôn đi cẩn thận và giữ gìn. Có việc lên bác mới phải bán thôi ạ. Tổng quán bên trong thì các bác có thể tham quan với hệ thống ghế chỉnh điện. Vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Màn hình trang bị màn hình nồi. Cần số tự động. Những chi tiết của chiếc xe thì rất đẹp ạ. Với cần số của chiếc xe thì trang bị cho anh chị và các bạn là cần số dọc này mình muốn chuyển số thì mình phải bóp cò ở phía trước các phím điều chỉnh chức năng được thiết kế mới màn hình giải trí vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng và phía sau vô lăng thì nó có trang bị một cái màn hình điện tử hiển thị thông số an toàn khi lái xe Đấy, em quay kỹ để các bác có thể tham quan qua với hệ thống đèn auto gạt mưa auto tổng quan chi tiết thì em luôn quay kỹ những phần keo chỉ ốc ác để các bác có thể biết được một chiếc xe cũ quá sử dụng là còn đẹp hay không và đây là v năm sản xuất của chiếc xe anh chị nhé các bác có thể xem vào đó là có thể biết được năm sản xuất năm bao nhiêu với tầm giá của chiếc xe thì hiện đang được giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá cực kỳ hấp dẫn thôi chỉ với 960 triệu là anh chị bạn có thể sở hữu rồi nếu anh chị và các bạn mà yêu thích dòng Toyota thì em cũng còn có hai mẫu xe nữa để anh chị bạn có thể lựa chọn đó là một chiếc xe Toyota Camry bản 2.0 Q Sản xuất là 2022 Màu trắng nhập thái Tên cá nhân Năm bánh quãng đường là 1,4 vạn Giao bán với mức giá là 1 tỷ 180 triệu Và một chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado Phiên bản hạ máy 2.7 TXN Sản xuất là 2009 Nhập Nhật Bản Hiện làm bánh quãng đường là 11,6 vạn và giá chào là 590 triệu giá trên đây thì bên em vẫn còn hỗ trợ giá khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình nha anh chị nhé và với chị, em xin cũng tổng hợp lại sơ qua cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8 HV sử dụng khối động cơ xăng lai điện hybrid hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 960 triệu xe làm bánh quãng đường là 9.000 km anh chị ạ mọi chi tiết vẫn còn mới nguyên đây đây là xe lấy về nhà khách về Chưa hề dọn dẹp gì cả Em vẫn để mộc nguyên quay cho anh chị và các bạn Để anh chị bạn biết được chất xe nó đẹp như nào Vì lý ra thì cái chiếc xe nước này Thì mình cũng chả cần phải dọn dẹp nhiều Khi mà anh chị và các bạn xem xe mà cảm thấy ưng Thì em có thể mang đi Gọi là dọn dẹp rửa qua Để anh chị bạn có thể Cảm nhận được cái chất xe đơn vị nhập về nó như nào Hệ thống cam 360 đầy đủ Em xin cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo mua bán xe cũ.